Vâng, buổi tối lại chia sẻ cho anh em về trung tâm đồ gỗ Văn Sáu. Bởi vì khi mà chia sẻ cho anh em ấy, thì cũng chia sẻ nhiều cho anh em để anh em nắm được là với trung tâm đồ gỗ Văn Sáu thì anh em nhìn thấy này, những cái quả lục bình mili này. Anh em nhìn thấy đẹp không? Đấy. Đây. Đấy. Cái loại này thì nó chỉ có hơn triệu một đôi thôi. Đấy. Hơn triệu một đôi, đẹp long lanh. Văn bỏ ra, Văn bỏ ra. Đây này. Hơn triệu một đôi như này. Đấy, không tì vết luôn, lù kín mít luôn này. Cái này là triệu mấy một đôi? Bao nhiêu cơ bác? 1.700.000. 1.700.000 một đôi như này. Đây, cái tiếp theo nữa là cái này bao tiền? Cái ui đẹp thế. Này, liền luôn này, anh em nhìn này. Cái khay đựng bánh kẹo này. Ở giữa nó có cả cái ấy luôn này. Đây. Liền luôn anh em nhá. Đẹp không? Xịn sò. Cái này chắc đường kính nó khoảng 30. Ôi, đẹp không này? Xịn sò không này? Mặt đáy nó còn đẹp như này. Hàng này gọi là tuyển, gọi là lép căng không lỗi vết. Đây là cái lắp này, dày bịch tuyệt đẹp luôn này. Có cả viền luôn này, nụ hoa kín mít. Úp vào đây. Đẹp chưa? Nó không khác gì một cái quả bình phú quý. Quả này bao tiền? Đó luôn rồi các bác ấy. Đẹp long lanh này. Không phải là cái nào cũng giống nhau. Cái này là 2.200.000 này. Cái này nữa này, đẹp chưa này. Cái này 50. Này, anh em gì này, lù này. Sổ ôi này. Lù này. Gọi là tuyệt đỉnh. Này. Cái này liền luôn nhá. Cái người tiện người ta rất là giỏi này, mặt trước mặt sau anh em nhìn này. Đấy. Cái này là bao tiền? Hả? 1.500.000 cái này. Đẹp chưa? Úi giời, xịn sò chưa này. Cái này cũng 1.500.000 này, giống nhau này. Lu này, mỗi cái một kiểu lu này. Anh em nhìn này. Đấy. Cái này gọi là cái khay đựng hoa, đựng kẹo, bánh kẹo ngày Tết. Đây cái này đây. Đấy. Đây có tất cả là 5 cái. 5 cái khay này, đây cái này tuyệt đỉnh luôn này. Ôi, to đẹp chưa? Quá đỉnh luôn.